Cách đây 74 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Những thông điệp từ quá khứ 74 năm trước, qua góc nhìn của các sử gia và bạn bè quốc tế. Việt Nam nhìn từ cách mạng tháng 8 năm 1945. 22 giờ trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, 74 năm trước, dân tộc ta đã trải qua thời khắc quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Nước Việt Nam từ chỗ chưa có tên trên bản đồ thế giới đã trở thành một biểu tượng sáng ngời của ý chí đấu tranh giành độc lập tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị lịch sử vô giá năm 1945 mãi mãi là chân lý bền vững trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945 là 87 năm lầm than khổ cực, phải cung phụng cho thực dân Pháp và phát xít Nhật nên dân ta đói và 90% mù chữ. Không những thế, chúng còn bắt giam những người yêu nước, tra tấn, hòng dập tắt ngọn lửa cách mạng. Bảo với anh Trường Chinh, anh cứ yên chí đời con hội này thì không bao giờ là chết thì thôi. Chết thì lúc bây giờ mà nếu mà nó ra nó bắt, bắn thì phải hiên ngang mà hô khẩu hiệu chứ. Không bao giờ chịu ra, anh cứ yên tâm. Năm 1945, các thế lực ngoại bang và bán nước tranh nhau xô xé đất Việt. Chiến tranh thế giới đảo chiều theo hướng có lợi cho phe đồng minh. Định mệnh một lần nữa thử thách cả dân tộc Việt Nam. Nếu vùng lên khởi nghĩa không thành công, thì cả dân tộc mãi mãi kiếp nô lệ. Tình thế đặt ra cho Trung ương Đảng, mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, một bài toán khó. Bác Hồ và Trung ương Đảng đã xử lý là rất là khéo léo, rất là tinh tế cái bài toán về thời cơ ở trong cách mạng tháng 8. Lúc đó chúng ta chỉ là sớm hơn và chậm hơn đều là thất bại. Hồ Chí Minh đã nắm bắt cơ hội cả trong và ngoài nước để tuyên ngôn độc lập mà không cần đổ máu. Rõ ràng đó là sự tài ba của nhà lãnh đạo Việt Nam khi mà có thể lường trước được sự thất bại của Pháp, cũng như là đặt Pháp trong cái thế đã rồi. Hồ Chí Minh đã làm được điều đó trong điều kiện cực kỳ hạn hẹp. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang lại độc lập cho dân tộc Việt Nam, tự do, cơm áo và hạnh phúc cho nhân dân. Cách mạng tháng 8 và bản tuyên ngôn độc lập đã thay đổi cách nhìn của thế giới về Việt Nam. Hồ Chí Minh là cầu nối giúp nhân dân cần lao ở các châu lục bị áp bức Á, Phi, Mỹ Latin thấy được ánh sáng hy vọng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước mình. Khi tôi đọc những bài viết của Hồ Chí Minh thì tôi có cảm tưởng nhiều người đang nói chuyện trực tiếp với tôi vậy. Hồ Chí Minh có khả năng viết cho từng người, viết cho những người nông dân bần hàn, những thợ công nhân, các tri thức trẻ, các giáo sư. Ông biết cách nói với từng người, các bài viết của ông mang đậm chất thực tế. Tôi đã tìm thấy bức tranh chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một cái lán, bỏ không trên đường đi của mình, đó là năm 1949. Hoặc năm 1950, tôi đã không ghi lại ngày tháng tôi tìm được. Tôi nghĩ rằng có thể người dân Việt Nam rất ngạc nhiên khi thấy một người lính Pháp đem bức tranh này theo mình. Nhưng với tôi, đây là một kỷ vật vô cùng quý báu. Đó là vị chủ tịch của các bạn và là niềm ngưỡng mộ của tôi. Cả cuộc đời Hồ Chủ tịch là một bài ca ca ngợi hòa bình. Ông đã luôn luôn là người yêu thích tất cả các nền văn hóa trên khắp thế giới, và trong đó có văn hóa Pháp. Ông đã luôn luôn là chiếc cầu nối giữa các quốc gia, giữa các dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Thưa quý vị, cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 cho thấy tầm vóc của con người Việt Nam không hề thua kém bất cứ dân tộc nào. Và cho đến ngày hôm nay, giá trị của tinh thần độc lập tự do cách đây 74 năm vẫn được Đảng ta kế thừa và phát huy, đưa đất nước bước sang một thời đại mới, thời đại hội nhập và phát triển. Cách mạng tháng 8 năm 1945 không chỉ là một sự kiện trong quá khứ. Độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân. Tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại này đang dẫn dắt dân tộc ta tiến lên phía trước,
Việt Nam vẫn luôn độc lập như con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra, đó là dù có khó khăn thế nào vẫn luôn giữ độc lập về chính trị và kinh tế với các nước trên thế giới. Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Đảng ta đã phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tận dụng những cơ hội mà thế giới mang lại, xây dựng các mối quan hệ hợp tác chiến lược trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào phong trào gìn giữ hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Ở thời điểm của Hồ Chí Minh, ông đã đi học hỏi, tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, thì hiện nay Việt Nam cũng vậy. Từ năm 2000 trở lại đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đa dạng hóa các mối quan hệ ngay cả với các nước ngày trước là kẻ thù như Pháp, Mỹ, Nhật. Việt Nam đã thắt chặt các mối quan hệ đó trên nhiều lĩnh vực, cho thấy chính sách của Việt Nam là rất mở cửa và nhận được sự hỗ trợ từ các nước trên thế giới. Việt Nam đang kế thừa truyền thống theo chiến lược của Hồ Chí Minh khi giành lại độc lập. Đó là chính sách kết bạn với bạn bè Nam Châu. Giáo sư Pierre Chouknou đã có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam nhận định, hội nhập đã mang đến cho Việt Nam cơ hội phát triển kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện, Việt Nam trở thành điểm đến an toàn và tin cậy. Hà Nội vẫn giữ được tâm hồn của mình, giữ lại được những giá trị lịch sử của Hà Nội và di sản của Pháp, làm cho những giá trị đó ngày càng phát triển lên. Cá nhân tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ quá trình mở cửa của Việt Nam. Có rất nhiều dự án hợp tác đào tạo giữa các trường đại học trên nhiều lĩnh vực. Thực sự là niềm hạnh phúc rất lớn lao khi mà tôi với tư cách là người Pháp có thể trao đổi với các đồng nghiệp, học hỏi lẫn nhau. Tôi thấy rất đáng quý. Giữ vững nền độc lập tự do, nắm bắt đúng cơ hội, dự báo đúng xu thế phát triển, điều chỉnh đường lối chính sách phù hợp, phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Điều đó có ý nghĩa quyết định với vận mệnh của đất nước. Thông điệp từ cuộc cách mạng vĩ đại cách đây 74 năm cho đến nay vẫn mang tính thời sự và có ý nghĩa thiết thực với đất nước ta trên con đường phát triển.